truyền thông cộng đồng về tuyên truyền, vận động xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới năm 2023, nhằm tạo cơ hội để thành viên trong tổ truyền thông cộng đồng các xã được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với nhau. Thông qua các phần thi đuổi hình bắt chữ và biểu diễn văn nghệ theo hình thức sân khấu hóa, các thành viên của tổ truyền thông cộng đồng đã chia sẻ các nội dung, kiến thức liên quan đến định kiến giới, phòng ngừa bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Trong chương trình giao lưu, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ cũng đã trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, các giải pháp truyền thông có hiệu quả. Qua chương trình giao lưu, tổ truyền thông cộng đồng đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời lựa chọn để nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến, giải pháp truyền thông có hiệu quả của các tổ truyền thông cộng đồng trong công tác tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới.